Xin chào đón toàn thể các bác thợ cu thủ. Ở trên lưng em đang đeo sẵn cho toàn thể các bác một trong những mẫu lồng bẫy cu gáy mà bên em bán cực kỳ là chạy. Và không phải là em tự khen đâu, nhưng mà đây là một trong những mẫu lồng cu gáy mà sản xuất không kịp để phục vụ toàn thể các bác. Có những cái thời điểm cháy hàng lên đến cả tháng rồi mà không có hàng để gửi cho toàn thể các bác. Và mẫu lục đó có cái giá thành như thế nào và vì sao mà được toàn thể các bác ủng hộ nhiều đến vậy? Phải chăng thì cái chất lượng của nó quá là ưu việt so với cái giá thành? Thì hãy cùng em tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và tất nhiên thì đã có lục cu gáy rồi, không thể thiếu sào. Sào thì trên tay em đang cầm đây sẽ có 4 mẫu sào. Và chiếc nào thì cũng có áo sào sẵn như này nhá. Áo sào thì các bác nhìn này, nó cũng có dây đeo như này luôn. Sẽ có 4m, 5m, 6m và 7m. Đấy. Đặc điểm chung của sào thì nó sẽ là 100% bằng chất liệu nhôm. Nhôm dày là 1V2. Các bác có biết đặc điểm khác biệt của cái mẫu sào nhôm và những cái mẫu sào inox đó là gì không ạ? Sào nhôm như thế này thì đầu tiên nhá, cầm như thế này hoặc các bác sử dụng đưa lên cao, treo lồng cu hay là giật cành, nó đều rất là nhẹ. Thứ hai nữa thì bên trong của nó sẽ sử dụng là chốt nhôm chứ không phải là chốt nhựa. Chốt nhựa thì nó có cái khả năng bị hỏng rất là nhanh, cái tuổi thọ của nó không cao. Còn cái chốt nhôm như thế này thì bảo hành cho toàn thể các bác vĩnh viễn. Nếu mà có tuột lóng em sẽ đền mới cho toàn thể các bác luôn, hoặc là có thể sửa chữa nếu mà trong quá trình các bác sử dụng. Đấy, giật cành hay là treo lồng cu nó lên đến độ khoảng 5kg thì không thể, nhưng mà 3kg thì chắc chắn là được nha toàn thể các bác nhé. Và sào nhôm thì nó có cái ưu thế là các bác nhìn này, có thể khóa trái và khóa phải được như này, khóa hai chiều. Đấy, các bác gọi là khóa đảo chiều. Và bên trong nó hoàn toàn là chốt nhôm nên là sẽ rất là bền. Đấy, vừa bền vừa nhẹ, nhưng mà có một chút về giá. Tại vì giá so với sào inox nó chắc chắn là nó sẽ cao hơn. Đây là cây 4m này, còn cây 5m này. 4m và 5m thì nó sẽ gồm có 4 lóng và 5 lóng các bác nhá. 1 lóng, 2 lóng và 3, 4 lóng này. Đấy, đều là dày 1L2 cả. Đấy, nhôm nguyên bản nên khi các bác nhìn này, chất liệu nhôm của nó này. Đấy. Bên trên đầu có tán đinh nên là rất là chắc chắn. Ở trên này thì có thể sử dụng ốc 8 để các bác xoáy khâu liêm hay là xoáy móc vào đây nhá. Đấy, đây là cây 5m, em sẽ giới thiệu cho toàn thể các bác cây 6m và cây 7m nào. 6m thì nó sẽ là 5 lóng, còn 7m thì nó sẽ là 6 lóng các bác nhé. Đấy, cây 7m thì là một trong những cây khác biệt nhất, các bác hãy nhớ tìm hiểu này. Đây là cây 6m này, cũng gồm có 5 lóng thôi. Đấy, và dày thì đều có độ dày là 1L2, các bác quan sát đấy ạ, rất là dày. Và nó có hai cái khớp ở đây. Các bác quan sát nhé, có một cái mẫu sào nhôm rất là rẻ. Đấy, bởi vì nó là hàng nhái, nó dày 0,8 thôi. Nó sẽ rất là mỏng và nó chỉ khóa được một chiều, nó làm nhái cái hàng inox. Đấy, cho nên là giá thành của nó cực kỳ là rẻ nên các bác phải phân biệt thật kỹ để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái. Nó đạo nhái đi, nó làm giảm cái giá trị của cây sào. Đây là mẫu sào 6m này. Thế còn mẫu 7m nè. À, đây là cây 7m nhá. 7m thì nó sẽ có cái độ dày khác biệt nhất so với những cái mẫu còn lại. Các bác nhìn này. Đây là cây 7m. Cây 7m này thì gồm có 6 lóng các bác ơi. Và lóng ngoài cùng của nó là lóng phi 32, là cái lóng phi to nhất và nó sẽ dày 1,5L. Đấy, với cây 7m nhé. 7m gồm có 6 lóng. Đấy, chiều dài chứ rút ra của nó là 1,43m. Còn cây 6m thì nó sẽ ngắn hơn một tí, chỉ là 1,4m thôi. Đấy, các bác hãy lưu ý. Với mỗi một cây sào nhôm thì bên em đều làm từ những người thợ có tay nghề. Đây là hàng gia công tại xưởng nên là cực kỳ chắc chắn và bền. Chính vì vậy mà sẽ có chế độ bảo hành cho toàn thể các bác lên đến cả cuộc đời. Nói thì nói vui nhưng nó cả cuộc đời luôn các bác ạ. Bảo hành vĩnh viễn. Đấy là về mẫu sào, 4 mẫu sào ngày hôm nay. À, sẽ cùng em tìm hiểu về cái mẫu lồng bẫy cu gáy nhé. Lồng cu gáy thì đây là một trong những cái mẫu lồng mà giá tầm trung nhưng mà đảm bảo cho toàn thể các bác rất nhiều ưu điểm. Hiện nay thì khi các bác mua lồng, bên em sẽ tặng cho toàn thể các bác cả cái chiếc áo đeo như là em vừa đeo ở đây. Đấy, đây là áo ba lô. Áo ba lô này thông thường các bác mua cũng phải mất 80.000 đến 100. Có chỗ bán 100, có bán chỗ bán 80.000. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ tặng cho toàn thể các bác khi mà các bác mua. Đây. Đây là mẫu lồng bẫy cu gáy. Em chỉ sản xuất một form duy nhất này thôi. Và các bác yên tâm, mẫu lồng nào cũng sẽ giống mẫu nào. Bởi vì là chỉ có một người thợ thôi các bác ạ. Một người thợ tạo lên cho toàn thể các bác cái mẫu lồng này. Đấy, các bác nhìn đấy ạ. Gần vào đây. Đây, các bác quay. Em quay rất là gần như này để các bác nhìn thấy được. Móc xoay 360 độ, ti là dạng ti đồng. Các bác mua cái móc inox và cả cái cụm ti đồng này bình thường giá nó đã lên đến 200.000 đồng rồi. Và nó sẽ được sử dụng cho mẫu lục bẫy cu gáy này rất là đẹp. Nhưng mà giá trị của nó thì cực kỳ là phải chăng.
Đấy, nó chỉ có 950 ngàn đồng một chiếc lục bẫy cô gái như thế này thôi các bác ạ, 950 ngàn. Đấy, cầu tủ bằng gỗ có thể tháo rời và đều ngụy trang hết rất là cẩn thận như này, sơn tĩnh điện màu xanh để có cái hiệu ứng ngụy trang tốt nhất, bên trong có cả cống ăn uống. Đấy, nhiều bác hỏi bảo thế cái lục này có chất liệu bằng gì, thì chất liệu của nó sẽ kết hợp cả bằng thép và bằng inox các bác nhá. Đấy, và tất cả những cái mối ở đây thì đều được cố định bằng dây siêu bền và càng bằng cả mối hàn nữa, lên được các bác yên tâm khi mà sử dụng. Mẫu lục này là mẫu lục form chung, một trong những cái form mà được toàn thể các bác và anh em sử dụng nhiều nhất. Cầu tử là dài 35, phần bầu này sẽ có chiều rộng là 27 cm. Đấy là cái kích thước của mẫu lồng form chung này. Nhiều bác thì rất là hài lòng, đến 99% là hài lòng. Nhưng mà có 1% nho nhỏ thì nhiều bác là chưa sử dụng và cũng không phải là thợ bẫy cô gái chuyên nghiệp. Nên là có bảo là mẫu này nhỏ, các bác ơi, không nhỏ một tí nào đâu nhá. Đấy, bởi vì sao ạ? Nếu mà các bác mua lồng nhốt cô gái nó khác, còn mẫu lồng mà đi bẫy cô gái thì nó lại khác rất là nhiều. Nhiều bác thì quan tâm đến cả phần lưới nó có gọn hay không. Các bác nhìn này, lưới là dạng lưới siêu bền, đảm bảo bao chạy mắt cho toàn thể các bác. Và khi mà các bác sử dụng đi bẫy này, nó gọn như này. Còn khi mà các bác sập bẫy nhá, nhìn này. Chết rồi, em trượt rồi. Bị mắc các bác ạ. Đấy, em sẽ thử lại. Đấy, trong quá trình mà các bác sử dụng thì các bác cũng nên là phải kiểm tra thật kỹ. Nếu mà có bị mắc thì rất là hối tiếc khi mà đi bẫy. Đấy, cái phần ghim gài này các bác có rất là nhiều khớp để các bác có thể lựa chọn nhá. Nhưng mà tốt nhất là các bác chỉ chọn cái mức bên ngoài thôi, bên dưới cùng này. Đấy, để làm sao là có cái độ nhạy tốt nhất. Đây, trùng lưới này, thoải mái luôn như này cho toàn thể các bác. Đây. Còn sau khi mà dương lên thì các bác nhìn về cái độ gọn gàng của lưới. Cái người thợ mà người ta làm ra cái mẫu lục cô gái này thì không phải là em khen quá đâu, nhưng mà bác ấy cực kỳ cẩn thận các bác ạ. Cẩn thận một cách kinh khủng khiếp luôn. Em không nghĩ là bác ấy lại cẩn thận như vậy. Nhưng mà nói thật ra thì tìm hiểu sâu xa, thấy được là các bác chơi cô gái đều là các bác có cái tính cẩn thận rất là nhiều. Đấy, chính vì vậy mà em rất là kỹ tính trong cái vấn đề sản xuất những cái mẫu lục như này. Các bác mua, các bác sẽ được quyền kiểm tra hàng, test thử luôn, thoải mái, ok thì các bác nhận hàng, không ưng ý các bác có quyền trả lại em luôn. Và đây là một trong những cái mẫu lục cô gái mà em cung cấp đến toàn thể các bác số lượng nhiều lắm rồi các bác ạ. Bao nhiêu năm nay, mỗi một năm thì không biết là bác ấy làm ra bao nhiêu chiếc, và em sẽ là một đơn vị độc quyền, bác ấy chỉ sản xuất và đưa đến cho bên em để cung cấp đến toàn thể các bác thôi. Nên là các bác yên tâm, nghệ nhân làm nên là hàng cực kỳ là kỹ. Và nhớ ấn nút follow kênh và nhấc điện thoại lên gọi điện cho em bằng cái số điện thoại đang ghi ở phần góc màn hình để các bác có thể đặt mua một trong bốn mẫu xà hoặc mẫu lục bẫy cua gáy mà các bác ưng ý nhất nhé.